Kênh bất động sản Phan Hảo và Trường Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Đường này là đường đôi, đường Nguyễn Tất Thành nha. Cách biển Long Hải Vinco phía trước kia là tầm 500 tầm 400 mét thôi nha quý anh chị. Hôm nay em có sản phẩm là đường bê tông này. Cách đường bê tông này, cách từ đường bê tông này đi ra biển Long Hải luôn là tầm 700 mét nha quý anh chị. Tầm 700 mét là tới biển Long Hải nha. Hôm nay em có lô đất nhà vườn, giá cực kỳ ngọt luôn nha quý anh chị. Cái lô đất này thực sự là em có lúc cách đây hơn một tháng là em có đăng là 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 6 gì đó, 2 tỷ 6. Nhưng mà bây giờ là chủ đang ngộp nha quý anh chị. Chủ đang ngộp tiền ngân hàng, muốn bán lỗ cái lô đất này. Tại vì lô đất này chủ mua vào đã hơn 2 tỷ rồi. Vừa rồi kêu 2 tỷ 6 nhưng bây giờ chủ muốn là bán lỗ để lấy thu hồi vốn trả nợ quý anh chị, bán chỉ có 1 tỷ 8 thôi. Từ 2 tỷ 6 mà còn 1 tỷ 8 nha quý anh chị. Lỗ gần 1 tỷ. Nhưng bây giờ chủ cũng thật sự điêu đứng hơn rồi. Muốn bán gấp cái lô đất này. Được cái lô đất này được cái là gần biển Long Hải nha quý anh chị. Cách biển Long Hải là tầm vài trăm mét thôi. Đi xe máy ra tầm 3 phút, chưa tới 3 phút cho quý anh chị. Nói chung lô đất của mình là lô đất tích hợp làm nhà vườn nha quý anh chị. Tại vì cái lô đất của mình nó diện tích là ngang 7m, ngang 7m sâu 30m, có 60m thổ cư nha. Giá hiện tại bây giờ là chỉ còn 1 tỷ 8 thôi, từ 2 tỷ 6. Mà bây giờ hiện tại còn đúng là 1 tỷ 8 chốt. Quý anh chị mà quan tâm thì liên hệ cho em, kết nối Zalo để em gửi đầy đủ thông tin cho quý anh chị. Nhưng mà được cái là chủ đã xin giấy phép xây dựng cho mình rồi nha quý anh chị. Đây, đây lô đất đây. Nói chung là khu dân cư kín luôn nha quý anh chị. Đây lô đất mình đây nha. Đây từ cái miếng rào này qua đây 7m nè. Sâu vô trong là 30m, có 60m thổ cư. Nói chung em là em quay nhanh và em chỉ nói một nói cái địa chỉ ở đây thôi. Còn quý anh chị quan tâm muốn xem đất hoặc xem sổ thì cứ liên hệ cho em. Số điện thoại lúc nào em cũng ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 0906779152. Dân cư ở kính hết rồi nha quý anh chị. Nói chung lô đất thích hợp làm nhà vườn, view núi nhưng mà gần biển. Cách biển tầm vài trăm mét thôi nha. Tầm 700 mét đổ về thôi. Đây kế đây nó đang lên cái nhà vườn, nó xây móng rồi đây nha. Đây dân cư ở kính nè. Em xin nói lại diện tích là ngang 7m sâu 30, có 60 thổ cư. Giá chốt 1 tỷ 8 nha. Số bên đây cho quý chị. Thửa đất số là 281 tờ bản đồ 34. Địa chỉ là thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 217 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 60 thổ cư nha. Còn lại cây lâu năm nha quý chị. Ngang 7m, hơn 7m sâu 30 nè. 60 thổ cư đây nha. Em thích là chúng xem đây. Phủ hàng mấy trong quý anh chị, ngang 7, hơn 7m là sâu 30, một cạnh 31 nha. Nói chung là này là đã có giấy phép xây dựng đầy đủ nha. Nói chung là quý anh chị quan tâm thì cứ liên hệ em gửi đầy đủ thông tin cho quý anh chị xem nha. Nói chung là chủ đã xin giấy phép xây dựng cho mình luôn rồi. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, cũng quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.